Theo lãnh đạo Sở Y tế, bệnh nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Mừng, 82 tuổi, ngụ xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần. Ngày 30 tháng 7, bà Mừng nhập viện tại bệnh viện Đa khoa Trà Vinh với chẩn đoán ban đầu viêm phổi, nhồi máu cơ tim. Đến ngày 9 tháng 8, bệnh nhân diễn biến bệnh nặng, tử vong. Theo kết quả xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với cúm AH1N1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp khử khuẩn, phun hóa chất chloramin B tại nhà bệnh nhân và cấp hóa chất chloramin B xà phòng cho những hộ xung quanh, hướng dẫn cách pha hóa chất khử trùng đồ vật trong nhà. Như nhân viên y tế đã lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, tư vấn dấu hiệu bệnh và các biện pháp phòng chống. Ngành y tế tỉnh cũng tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông để mạnh thông tin về phòng chống và điều trị bệnh cúm AH1N1, vận động người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Khi có các biểu hiện hoặc dấu hiệu của bệnh cúm, cần đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.